Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những đức cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Người quả giải khát phi bằng đã quay trở về rồi, đó là một chàng trai trông nhanh nhẹn thao vát đứng ở trước bàn làm việc tổng giám đốc hắn họ diệp tên dục thành chủ quản phòng thị trường cùng với trợ lý tần thư ký lý và mấy cao tầng công ty đứng đó không ai nói một lời mỗi năm tới mùa tiêu thụ hoặc ít hoặc nhiều hoặc bị đối thủ khoe cóc tường hoặc là giành chức tổ chức hoạt động ở đâu đó ưu đãi giá tốt hơn họ hợp tác với thương nhân đương địa chèn ép tóm lại chẳng yên thân thị trường chỉ chừng đó thôi ai cũng muốn ngoạm thêm một miếng cạnh tranh là khó tránh khỏi có thể hiểu mà nhưng mà chuyện ngày hôm nay lại quá khó hiểu cả tổng giám đốc lâm tung hoành trong nghề mười mấy năm cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nhìn chầm chầm mấy loại đồ uống không chớp một lúc sau lấy chai nước quả hoặc nước có ga uống thử chữ uống đã bị cái tên của sản phẩm làm bị sốc tên cực nát Nói không chừng muốn ăn ké danh tiếng của ốc nhĩ mã von mà hãng xe thì liên quan chó gì tới đồ uống bọn thất đức đó cần gì liên quan không chúng chỉ cần cái tên nào đó gợi cảm giác quen thuộc là được rồi mà bao bì chẳng ra sao dán lên cái tem hình tấm khiên chẳng đã thể thống gì còn ghi đồ uống thuần thiên nhiên do khu phong cảnh hoàng nga tiến cử một thương hàng vứt đi chiếm đầy thị trường đầy thương hiệu vang danh thế giới sang một bên đây là chuyện quỷ quá gì chứ Còn chuyện khu phong cảnh Hoàng Hà Tiến cử thì dân trong người lâu năm Sao chả hiểu Nó không phải là đơn vị nhà nước Nó chẳng phải tổ chức dân gian Chỉ là cái tên gọi thôi Chỉ có điều đợt diễn đến lộn bốn chữ Khu phong cảnh Hoàng Hà với hàm ý khác Mọi người còn nghĩ đây là sản phẩm chính thức Do quản lý khu phong cảnh tiến cử Kỳ thực đây là thủ pháp thương dung ví như kem đánh đăng được tổ chức nhau khoa trung quốc tiến cử bán thuốc thì do hội y học trung quốc tiến cử thực phẩm có chất độc cũng do hội dinh dưỡng học trung quốc tiến cử nghe thì oai đấy nhưng mà có một cái là thật cũng hiếm rồi thứ này chẳng thể cha vì nó giống cụm cơ quan hữu quan của chính quyền đấy thật thật ra ra nói thế để sau này dễ đun đầy trách nhiệm ấy mà mọi người xung quanh im lặng là vì không đoán được suy nghĩ của lãnh đạo thế nào chuyện hôm nay làm người ta ê hết cả răng nếu bị thương hiệu danh tiếng hoặc là đối thủ cùng cấp bậc trong nghề chơi giỏ Thì mọi người còn dễ chịu một chút Chứ thua bởi một thứ hàng nát không ai biết Và chiêu số đầu đường gió trở Ai nấy đều khó chịu Chuyện này truyền ra ngoài thì phi bằng thành trò cười trong giới rồi Lợi hại Đất có nhãn quang Một thương hiệu tầy hạng như thế Mà lại có thể nhanh chóng mở ra cả thị trường tiêu thụ Tôi thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn được Cũng không nghĩ ra nơi nào tốt hơn khu phong cảnh Hoàng Hà Lợi hại Lợi hai Năm nay trong giới của chúng ta xuất hiện ngựa ô rồi Tiểu Diệp Cha ra là ai chưa Lâm Bằng Phi đặt chai nước giải khát xuống Sản phẩm trên là cho cười Có điều chiếu thức giang hộ như thế Không để ý tới quy tắc lẫn thủ pháp Cũng đáng suy ngẫm đấy Diệp Dục Thành lắc đầu Đôi mắt hơi mở mịt Dưới tình huống bình thường Thì 7 giờ phân phối hàng Tôi tới nơi là 9 giờ 50 phút Hàng đã thay hết rồi trong vòng 2 tiếng trải hàng khắp 127 sạp hàng Bạn ác nhi mã là chính Đồ của chúng ta là phụ Hàn có mưu đồ từ trước Còn hàng của chúng ta là loại xuất kho cuối tháng 4 Hàn là nhập của mấy nhà buôn dưới trướng chúng ta Thuật lại thì đơn giản Chứ ai hiểu thì kinh hồn chứ không đùa 127 sạp hàng Phân bố ở 40 khu phong cảnh Khoảng cách đông tây lên tới 20 km Ở đây đều là dân trong nghề Nên đều biết phải có một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ hợp lý mới nhanh chóng đoạt thêm miếng ăn trong miệng hổ nhanh như thế đây phải là thao tác của cả một đội ngũ được điều hành bởi người lão luyện ánh mắt lâm bằng phi xét qua chút lửa dần. từ thư ký lý trợ lý trần tới phó tổng giám đốc giám đốc phòng marketing đều im như tóc đây là cái cây sinh tiền của họ mà giờ cái cây này bị nhổ tận rễ rồi mà còn chưa biết ai làm tiếp theo đó sẽ phát sinh chuyện gì sao không lo Lâm Bằng Phi nghe nửa ngay chơi Không có được câu trả lời mong muốn Phải nhấn mạnh trọng điểm Tôi hỏi cậu là ai làm Cha ra chưa Vòng có cái gì Không không biết à Hắn là đại lý của ác nhĩ mã tại Trung Châu Chủ quản Diệp nói một câu đối phó Không có sấm sét giang xuống Không thấy vô bàn chửi bới Không chỉ tay đuổi việc Lâm Bằng Phi chỉ nói hai chữ Thì hiện rất thất vọng Tiếp tục Tổng giám đốc Lâm Trách nhiệm chủ yếu của việc này là do tôi Chủ quan Diệp ướn ngực Đất có vẻ là người có trách nhiệm Tôi cũng rất tức giận Bốn chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về thương hiệu Chúng không cách nào đẩy chúng ta đi Không ngờ chúng lại lấy hàng của chúng ta ra chiếm thị trường Tôi xem rồi Đều tỷ lệ 1 trên 3 hoặc 1 trên 4 là hàng chúng ta Thế nên người ta mới nhập hàng của chúng Nếu chỉ riêng sản phẩm của ác nhị mã Đừng hòng họ chịu Chúng đã chơi xấu như vậy hơn nữa còn đẩy giá hàng của chúng ta lên đại bộ phận lợi ích thuộc về bên bán lẻ hơn nữa giá lên cao vô hình chung giảm lượng tiêu thụ của chúng ta làm nổi bật ác nhĩ mã tôi nhìn thấu thủ đoạn của bọn chúng rồi cho tôi 3 ngày tôi đuổi chúng khỏi khu phong cảnh hoàng hà mọi đã kẻ bán buôn thông đồng với ác nhĩ mã cậu chuẩn bị đuổi chúng thế nào lâm bằng phi chưa bình luận vội chỉ hỏi một câu không nóng không lạnh chu quan diệp tự tin tuyên bố lấy giá văn buôn cung cấp hàng cho khu phong cảnh thấp hơn giá hiện tại năm hào chúng ta có thể thiết lập điểm tiêu thụ trực tiếp ở khu phong cảnh kéo giá về mức bình thường thậm chí thấp hơn bọn chúng căn bản không có ưu thế về giá không có được lợi ích gì trong khi tổn thất này vẫn trong phạm vi tiếp nhận của chúng ta hồ đô Lầm bằng phi vỗ bản mắng làm ăn chứ không phải ganh đua kiếm tiếng mà nổi giận ăn miếng trả miếng cậu làm thế là ép chúng mạo hiểm cậu đã nghĩ tới chưa hai giờ gì còn dùng hàng của chúng ta nếu ép chúng đi chúng đi nhập hàng của đối thủ của chúng ta vậy cậu làm thế nào pepsi và coca là đối thủ trời sinh còn nước quả chè xanh thì có bao nhiêu thương hiệu danh tiếng ba tiếng đồng hồ đủ chiếm hết thị trường ba ngày có mà chúng đẩy chúng ta tiếp đến đâu rồi còn nữa ưu thế về giá cậu có suy nghĩ không thế đám thương hiệu nhỏ mong chiến tranh về giá quá đi chứ cậu đem điểm yếu của chúng ta đấu điểm mạnh của chúng cậu giảm giá xuống 3 đồng, chúng giảm xuống 1,5 đồng, lúc đó cậu thấy rào, Khi không có lợi nhuận nữa, chúng nhổ chạy đi nơi khác bán, còn chúng ta thì thế nào? Muốn khôi phục mức giao cũ tốn bao lâu? Chủ quản Diệp bị mắng tới không dám ngẩng đầu lên nhìn tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc cũng phụ họa, nhưng không phải định nọt, mà tổng giám đốc nói rất đúng, phát động chiến tranh giá cả, thương hiệu lớn đầu tư cực lớn vào quảng cáo, sản xuất để lại không gian lợi nhuận nhỏ cho đại lý nên về giá cả Họ không có ưu thế Nếu nóng giận nhất thời Rất có thể tạo thành nỗi đau lâu dài Chuyện này chúng ta cần tính kế lâu dài Tổng giám Đốc Lâm Tôi thấy hay là chúng ta triệu tập những nhà bán buôn tới thương lượng đối sách Phó Tổng Diệm đề nghị Đó là ông già tuổi trên 50 Là thân thích cũng là người đi theo Tổng Giám Đốc từ ngày đầu Giờ ít khi hỏi tới chuyện kinh doanh Chủ yếu là phụ trách nhân sự và tài vụ Lâm Phi Bằng trầm ngâm hồi lâu vẫn phủ quyết không cần Địch trong tối ta ngoài sáng ưu thế của chúng ta mất hết Chúng có thể nhập hàng từ bất kỳ nhà buôn nào của Trung Châu Dù chúng ta không chế Trung Châu Chúng cũng có thể tiếp viện thành phố khác bên cạnh Ép quá chúng nhảy sang phía đối thủ Như thế thêm một đối thủ mạnh tiến vào Chúng ta càng vất vả Kẻ vào cuối này đúng là Làm người ta có chút cảm giác bất lực Ở góc độ nào đó Lâm Bằng Phi còn có chút tán thưởng Trợ lý tận ngạc nhiên Xem ra tổng giám đốc có ý tiếc tai rồi Nói ra thì tổng giám đốc cũng là người làm việc ngoài phép tắc Vì như chủ quản Diệp là nhân viên bán bảo hiểm Thôi hạo đội trưởng đội xe trước kia lái xe buýt Vì như cô là đại tiểu thư của nhà máy đóng ở Trung Châu Đều bị tổng giám đốc đào về phi bằng Lấy người của kẻ địch để dùng có vẻ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất Vừa loại bỏ được vấn đề lại có nhân tài để dùng Lâm Bằng Phi đứng dậy an bài Trời đi tần Cha nhà máy kia Đại lý ở Trung Châu rốt cuộc là ai Tốt nhất là làm đó toàn bộ Từ địa điểm tới tình huống nhân viên Phải nhanh Càng nhanh càng tốt Tôi làm ngay ạ Tần nhậm đã dự liệu trước Gật đầu đáp Thư kỳ lý Lên hệ ban quản lý khu phong cảnh Xem xem nghe ngóng được tin tức gì không Đồng tin lớn thế này Cơ cấu chủ quan khu phong cảnh không thể không biết Nói không chừng là bọn họ có hiệp ước riêng nào đó Lâm Bằng Phi tiếp tục chỉ thị Vâng tôi làm ngay Thư Kinh Ly đáp lời Tiểu Diệp Cầu tìm hiểu kênh tiêu thủ của bọn chúng Xem xem chúng chỉ tiêu thụ ở khu phong cảnh Hay nơi khác cũng phát triển thị trường Vẫn biện pháp cũ Thu nạp là chính Cạnh tranh là phụ Không thể phát động cuộc chiến bị giá Đây không phải là lúc tranh hơn thua nhất thời Người đó làm được tới mức này Khẳng định ở trong nghề không phải ngày một ngày hai Nếu có thể đưa về phòng thị trường làm cấp phó là dư sức Lâm Bằng Phi hưng phấn hẳn lên Vậy là mọi người đều hiểu ý đồ của Tổng Giám Đốc đôi Đều cười ha hả Cho còn Diệp thấy hơi quay quái Phó Tổng Diêm Vẫn phải làm phiền anh Lâm Bằng Phi khoác vai Phó Tổng Diêm Giọng điệu hiền hòa hơn vài phần Thông báo cho các nhà buôn trong thành phố Cửa hàng lớn Tốt nhất là anh có thể tự mình đi một chuyến Chuyện hôm nay nói với nhau là được Không cần đưa lên bàn làm việc Nói với bọn họ Hai ngày tới cung cấp hàng có thể sẽ tiêu hụt một chút Để họ dừng xuất hàng số lượng lớn cảnh cáo thích hợp Loại hành vi bán hàng vượt địa bàn này sẽ phạt nặng Để họ chú ý một chút Được chuyện này để tôi làm Phó Thủng Diêm gật đầu Nếu ngân hàng thiếu hụt Cộng thêm phía công ty sẽ phát giác Vậy thì nhà bán buôn không thể không cao trọng Tiếc tiền không bán Cắt đứt khả năng có được nguồn hàng giá rẻ của đối phương Cho dù đối phương cắn đang làm Thì lợi nhuận không bằng nhà bán buôn của phi bằng Còn nhiều có được nhà tiêu thụ miễn phí còn đứng hết ở đây làm gì nữa Đi làm đi Tôi thích khu phong cảnh xem sao Cũng mấy năm rồi chưa thích khu phong cảnh Hoàng Hà Lâm Bằng Phi nhắc nhở đám cấp dưới Mọi người tỉnh lại Ai làm việc nấy Lúc này thời gian chỉ tới 1 giờ 40 phút chiều Lâm Bằng Phi xuống lầu Lái xe rời công ty Mới nhớ hôm nay vốn định về nhà cha vợ thăm hỏi Không ngờ bị chuyện này quay phá tâm sự Loạn Trong lòng rất loạn Nói thế nào thì lợi ích trong túi cũng bị người ta cướp đi À mà dễ chịu cho được Mỗi năm khu phong cảnh Hoàng Hà đem về cho bọn họ gần 2.000 vạn lợi ích Không một đại lý nào có thể xem nhẹ Cả đời ở thị trường này giao chiến bao trận Lâm Bằng Phi chưa bao giờ thất bại theo kiểu thế này Chỉ trong một đêm mất hết thị trường Mà ai lấy đi còn không biết Từ công ty đi ra đường Bành Đai Đi vào đường Giải Phóng Nhận ra mình đi nhầm đường Hình như từ khu phong cảnh cơ ma Trong ký ức nhớ rõ nhất là cái trụ đá cắm cờ Vì thế tới thẳng đường cao tốc chuẩn bị khảo sát thực địa khu phong cảnh đỉnh ngũ long đi tới trạm thu phí mới nhớ ra một việc trưa nay quên ăn cơm mất rồi cơm trưa đúng rồi đám anh em cũng mừng quá quên mất tới khi diệp xoáy và la sách lái xe tới đỉnh sướng hoài gọi điện thoại rất lâu mới thấy trình quải mỡ trên người rung rinh dẫn đám thủ hạ tới la sách ở khoang sau xe chia cho mỗi người một suất cơm hộp mọi người ngồi xuống bên xe ngồi bệt xuống đất đã sức và cơm vào miệng ăn như chết đói chết khát đó thì mức đó cơ à là sách chiêu kẹo ừ đói lắm chỉ mày làm mà quên cả ăn mồm trình quải đầy cơm nói chuyện hạm hồ nghe không đó ăn được hộp cơm đỡ đói rồi mới nói với diệp soái ngồi ở ghế phụ lái diệp soái hôm nay làm một việc lớn thế này mày thế nào cũng phải khao thưởng anh em một phen chứ thế này cũng coi là mời khách à Toàn rau xanh, khoai tây, cả thịt cũng chẳng có Có ăn là được rồi Mày nên nhớ lúc tao và La Sách đủ mày tới thương lượng Mày không muốn làm Giờ sau lại thành mày làm thứ mức quên ăn rồi Xương quá chứ gì Diệp Doái nằm gác chân lên cửa sổ Giọng chê giễu trình quải Trình quải cười ngốc nghếch Đúng là thế thật Đúng là vui tới quên hết mọi chuyện rồi Đang ăn thì cửa kính sẽ hạ xuống Một cái đầu có thể so với trình quải thò vào Tiếp đó là tiếng đại ngưu mắng Ăn chết luôn đi Anh mày chạy mất chục km Đưa cơm cho chúng mày mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có Cảm ơn cái đắm Chờ đồ uống thuận tiện mang theo thôi Làm như là ân tình lớn lắm vậy Anh em tụ họp Tiếng nói cười không dứt Hình như không ai để ý nguy cơ cận kề Hộp cơm chỉ giá có mấy đồng Thế là biến mất như sao băng Uống ưng ực hết nửa chai nước tinh khiết Đúng kiểu ăn uống thiếu có học nhất trong khi những người khác ăn chưa được một nửa Thì trinh quài nó ở lên hai cái Đột nhiên phát hiện Diệp Xoái Đại Nghiêu La Sách Đang nhìn mình chăm chăm Hắn chuột giả sờ mặt xem dính gì không Có đâu Làm sao thế Đại Nghiêu cười khoe hàm răng trắng đều đặn Hoàn toàn không hợp với dung mạo Còn cảm thán Tao thích nhìn lão quài ăn Rất khai vị Nó chưa Có cần ăn hai suất nữa không La Sách hỏi với giọng chẳng tư thế gì Mày ăn nhiều chiếm chỗ nhiều Tính vào chi phí ngày hôm nay Mày nộp tiền ăn cho tao Diệp xoay nhắc Mẹ chúng mày vào hùa trêu tao chứ gì Bây đan Trình quải phản kích Vẻ lưu manh lộ đó đá mặt Có tin anh mày đem ảnh khỏa thân của bọn mày Cho vào tạp chí Đặt tiêu đề tiếng lòng của ba chàng đồng tính không Ha 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 Hay là mối tình hoa cúng Không làm bọn mày buồn nôn tới chết Phí công tao bán sách bao năm Bà mẹ mày Đại Nhiêu bị kích thích giơ tay lên Là sách hiểu ý Biết phải hành trình thằng chó này thế nào rồi Hai thằng đưa tay ra cười nhắn nhở Bóc ngược trình quải Thằng béo này béo tới có ngực đôi Đám anh em năm xưa Chỉ chưa có gái mà sơ Lấy trình quải ra sơ tạm Trình quải quá quen cho nay Hai tay khoanh lại khép chặt không cho sơ Còn cười hi hi Phản ứng của thằng này quá quái lạ Tôi tính hơn thường ngày cả trăm lần Điều này thật vô lý Chỉ có một khả năng thằng béo hôm nay trúng bánh rồi chợt Diệp Xoái nhớ ra cái gì đó Mắt đảo quanh Quả nhiên thấy trong tay du khách xuống đuối có cầm một vật Buông tay bực bé thằng béo Thằng cha mày mày tới đây bán báo lậu à Thằng Vương bắt đạn mày thuần túy muốn quấy đối phải không Hả ai bán bán gì cơ Trình quài chết không nhận tội Lắc đầu quầy quậy Không phải tao Mày chứ nghi oan người tốt Mày đừng có bờ vịt trừ mày ra làm gì có ai nữa lão quại mày tích chút đức đi được không sao đi tới đâu bắn đồ nhái tới đó diệp xoay mắng mỏ thừa biết tính thằng này không bất ngờ nhìn đám thủ hạ hắn ở ngoài cười trộm đầy như vỗ vai trên quải xong mày hết cứu rồi lão quại mày tới một cái hình tượng khu phong cảnh hoàng nga giảm đến ba cấp sao sao bán hàng nhái thì sao nào làm như mày chưa bán đấy trình quải nóng máu chỉ mà diệp xoáy sau đó mắng đại nghiêu mày cũng bán đôi mày bán hàng giả của lơ đào ở gà tàu kiếm không ít đến là sách cũng không thoát nạn hắn chỉ thằng mặt chửi đừng mở mồm nói hình tượng với tao công ty du lịch của mày còn không phải thứ công ty bẩn lừa khách à mày cười ai chứ này mày nói cho rõ ràng cho tao thế nào là công ty bẩn tao kinh doanh có đăng ký có nộp thuế đàng hoàng mày muốn ăn đòn à là sách không vui đại nghiêu Tay hai thằng đa sợ đánh nhau thật hứng thú hỏi Lão quài Tao thấy chỉ bán tạp chí thôi chưa đủ Phải bán cả đồ du lịch nữa Mày có không để tao về ga tìm cho mày bản gốc luôn Được Trừ nhân dân tệ Cái gì tao cũng có thể in ra được Trình quài sáng mắt tự hào nói Mấy anh em tệ nạn tụ tập vào một chỗ Thì thông thường không phải ăn uống Thì cũng là bàn bạc làm sao kiếm tiền Hoặc chơi sống người khác Diệp xoái bóp chán Muốn đưa đám này về nẻo chính Làm ăn đàng hoàng e không thể Xem vào ad đề tài này đi Chúng mày nghe tao nói Bây giờ làm ăn tử tê cũng kiếm được tiền Làm sao cứ phải nghĩ mấy cái trò bằng môn tào đạo Lão quài Hôm nay mày bán bao nhiêu kiếm được bao nhiêu Hơn 200 két Mỗi két 20 chai Mỗi chai Minh nhã kiếm 4,5 hao Mỗi chai coca spy kiếm được hai hao Trà xanh nước quả tầm 3 hao Để tao tính ừ, Hôm nay tao kiếm được chừng 2 ngàn đồng Trừ tiền xăng dầu Tao dẫn theo 4 người Mỗi người lương 100 Vậy là được hơn 1.000 Trình quả gặp ngón tay tính rất nhanh Nói tới liền Là sẽ hứng thú hẳn lên Bảo sao bọn đại lý vinh váo thế Lợi nhuận từ đây ngon hơn cả Mở tập đoàn du lịch Chỉ cần làm ở đây 3 tháng Vãi kiếm hơn cả là 1 năm Đúng rồi ta cũng tính Bọn mình có thể nhập đồ uống từ bên bán buôn Mang tới khu phong cảnh và bên xe bán Thật Ác gì mà ai à, khó bán chứ thương hiệu có tiếng dễ bán lắm Đường trên tàu chúng ta chịu khó tranh chút chút Một ngày kiếm cả nghiên là chuyện nhỏ Đúng không Diệp soái? Trình quả bắt đầu mở động Tới một viễn cảnh mỹ hảo rồi Diệp Xoái ngáp một cái Tỏ ý các chú non lắm Bọn mày nằm mơ đi Làm ăn kiểu này thì chỉ kiếm ngày nào hai ngày đó thôi Trình quài bị môi khinh thường bọn gốc Cứ mà lạ là sách với đại nghiêu không đó cũng dễ hiểu sao diệp xoáy lại không hiểu hắn hạ thấp giọng hất nước lạnh các huynh đệ chú ý chút trước đó tao không đồng ý bị cướp địa bàn của người ta chúng ta làm có chút bất nhân khi bọn chúng cướp lại chúng ta giữ không nổi sao mà không giữ nổi thằng nào tới thịt thằng đó sợ cái quái gì đừng sợ việc này tao gánh ai dám gây chuyện tao gọi hết công nhân vận chuyển ở ca tàu tới đại nghiêu hung hăng tuyên bố làm việc không thể chỉ biết dùng nắm đấm Mày còn phải biết dùng tới cái đầu nữa Trình quài đầy đầu đại nghiêu ra giáo dục Chúng ta lấy hàng của họ Giúp họ kiếm tiền Chứ riêng bằng đồ uống ạc nhị mã Thì đừng hòng ăn được Thế nên người ta muốn chặt cổ chúng ta không phải quá dễ à Tùy tiền đánh tiếng một cái là cắt nguồn hàng đôi Có thể tôi thành phố khác nhập hàng Nhưng tinh thêm phí vận chuyển thì kiếm từng là bao Còn chưa nói người ta trực tiếp thiết lập điểm bán hàng Ở khu phong cảnh Thế là không cần đuổi chúng ta không phải tự cuốn xéo Phải nói tuy tính cách thằng này thối nát Nhưng con mắt thì không Chuẩn lắm Nó cho đại ngưu và la sách si khó luôn Nhất là nghĩ tới giờ còn chưa thấy người và xe của đại lý kia xuất hiện Không biết đối phương mưu mô gì Mây đèn che phủ dày thêm vài tầng Choáng rồi à Không mơ mộng nữa à Thời buổi này có kẻ nào mà không tin như quỷ Đừng nghĩ cô anh gốc Có thể chống đỡ dăm ba ngày kiếm chút tiền tiêu vặt là khá lắm rồi Đừng tưởng bở Người ta là công ty lớn bận rộn nhất thời cho phản ứng kịp thôi Nên chưa xử lý chúng ta Để người ta chú ý tới rồi thì chúng ta chỉ có thể làm hai việc Một dọn quầy, hai quân xéo Trình quài thấy mấy người còn lại đều tiệt ngoi cả Thì càng được thể lên mặt Mấy tên khốn kiếp này bình thường tinh lấy hắn ra trêu chọc lắm Giờ không tranh thủ còn đợi tới lúc nào Vì trình quái liên tục dỗ nước lạnh Cơn hưng phấn của Đại Ngưu và La Sách giảm thấy đó Tình ra thì đúng là vậy thật Hai bên mạnh yếu quá rõ ràng rồi Có điều La Sách không phục Hay nói chính xác hơn là không cam tâm Đang làm ăn tốt như vậy mà Xem mày nói kìa Làm như bọn mình làm bằng bột nhão Người ta muốn làm gì thì làm vậy Đúng thế Chúng ta năm xưa dù sao cũng là Trung nguyên ngũ ngũ hại lừng danh trong khu tập thể cơ mà Vẫn có la sách Võ có tao Bẩn có lão quái Gian có diệp xoái còn cho lưu manh chuyên nghiệp lão hoàng Bất kể chúng dựa cho gì Chúng ta cũng ứng phó được một hai tháng chứ Đại nghiêu không phục Năm anh em bọn họ tụ tập với nhau mấy khi thua thiệt Nhắc tới danh sưng Trung Nguyên Ngũ Hải Cả đám cùng gây hô hố Bồi hồi nhớ lại một thời oai hùng Bọn họ một văn một võ Một bẩn một gian Thêm vào một lưu manh Như năm xưa bất kể là đi đánh nhau hay đi ăn trộm Đều có phân công rõ ràng Đứa trông chừng đều khuân vác đứa bày kế, đứa đánh lạc hướng, đứa tiêu thụ. Năm anh em mỗi người một việc, phối hợp chặt chẽ, chẳng qua là sau khi tốt nghiệp cao trung, mỗi người một hướng, qua lại ít đi, rồi tuổi tác lớn hơn không làm mấy chuyện kia nữa. Nhưng mà cũng chẳng tù thế hơn là bao, như chuyện chặn xe sáng nay, đại Như vừa nghe một cái là làm ngay, hoàn toàn là sở thích cá nhân, không cho tiền hắn cũng làm. Nói thì nói vậy thôi, dù sao lớn cả rồi Không còn hăng máu như thời thanh xuân xúc đổi nữa Trình quảnh nghe đại nghiêu nói Muốn cầm cự một hai tháng Dân lão thành lắc đầu Tao cũng muốn lắm Một hai năm càng tốt Kiếm tiền thì có ai mà không thích chứ Nhưng mà chúng ta và người ta ở hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau Mày ở đường sắt khuân vác lâu Nên ngu ngồi rồi à Hai mắt chỉ biết tiền Mày có biết thị trường là gì không Mày hiểu kế hoạch marketing không Mày đếm xem chính nùng lục nhĩ lam môi thư sản thêm vào phi bằng lớn nhất có nhà nào là không có nền tảng hàng trăm vạn ông chủ phi bằng ra sản tương nghìn vạn rồi chúng ta là một đám phỉ xông vào cướp bóc một phen sau đó nhanh nhanh mà chạy nếu không thành công địch của tất cả các nhà trên đường chạy về không bị người ta ném cho cục đá vào đầu là may rồi tiền như thế không phải mỗi bọn mày thèm ai trả thèm lại một gáo nước lạnh nữa nó cho đại nghiêu và la sách titan không còn cả tinh thần mà cãi lại Luận chơi bẩn Xưa nay chỉ có trình quài chơi người khác Chưa từng bị chơi lại Vì sao? Chủ yếu vì hắn nhìn nó thiệt hơn Đột nhiên trình quài nhớ ra cái gì Bổ sung Phải rồi chẳng xe do bọn mày làm ta không liên quan nhé Khi chúng tìm thấy nhà Là tao khai đấy ta không chịu được uy hiếp dụ dỗ đâu Đấy Thằng chó má Nó vô liêm sỉ Thì mức độ đó đấy Ngay cả chuyện bán đứng anh em Mà hắn còn ngang nhiên công bố trước Thì làm sao nó thua thiệt được Thì là chọc giận đám đông rồi La Sách và Đại nhiêu một đấm một đá Chào hỏi lên người cái thằng chỉ biết lợi ích không biết anh em này Đã thế trình quài còn ôm đầu kêu Tao nói trước tránh tổn thương tình huynh đệ con gì nữa Mới lại chuyện này có đích gì mà nói thích trượng nghĩa hay không Chúng mày làm việc chẳng về vang gì Tao lại bao che cho chúng mày à Hết chịu nổi Cả Diệp xoáy nãy giờ mãi trầm tư Ít tham gia câu chuyện cũng đáng cho trình quài một cái Nằm anh em mỗi người một đặc điểm Như trình quài Còn lợi thì kéo hoán theo được ngay không nề hà chuyên bận thiểu tới đâu khi thuận lợi không sao đâu bất lợi một cái thì ai hắn cũng bán đứng không nề năng tình cảm gì hết chuyện này không phải chỉ sẽ đáp một lần lần sau có chuyện gì hay hắn vẫn trưng cháo sáng tới gọi anh em ngò rớt đánh mấy cái thì hạ giận nhất thời chứ không thay đổi được gì cả đám trình độ văn hóa trả cao thân thiết đấy nhưng mà không khác đám thổ phi người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy hiểu nổi đám người này chơi với nhau được cho dù trình Khoai hết nước lạnh đôi Tinh thần cả bọn đi xuống Cũng tỉnh táo hơn không ít Xong thèm thì vẫn thèm Hai ngày trước năm anh em mật mưu Hôm nay ra tay một phát là thắng Xem xu thế thì thành quả vượt quá dự tính đôi Mỗi khu vực bọn họ phụ trách Phải tiêu thụ được 300 đến 500 két nước Tương ứng một ngày thôi kiếm nhẹ nhàng vài nghìn Chuyển tố thế này kiếm đâu ra Chuyện gì thì không phải có lợi mới có tinh thần ngay cả trình quả đi hết nước lại người ta Vẫn muốn thương lượng xem tiếp theo nên làm như thế nào Đẻ nghiêu vỗ ngực Cứ nghiêm trận đợi địch Kẻ nào dám tới gọi mấy chục người tới đánh cho về quê mẹ luôn Không được Cái thằng bạo lực này độc óc không dùng được Diệp xoáy trực tiếp bảo hoán ngậm mồm Hỏi na sách Là sẽ không chẳng có cách tốt hơn Dù sao thấy chỉ cần mua chục chủ nhiệm vương Ăn uống tắm rửa với vài em gái tiết hòa là xong Cũng lắm hiếu kinh ít tiền Không được Người phủ nhận là trình quẩy Đám người chính quyền kẻ nào kẻ nấy Có lợi thì nhảy vào ăn chia Có chuyện đầy mình đang gánh Ngàn vạn lần không thể tin tưởng Giờ người ta chả mất gì Mặt nhắm mắt mở cho mấy anh em làm bừa Đến khi có chuyện hắn giải đang xử lý bọn nọ đầu tiên Má nó chứ Định đấm tiền cho người ta Ngủ vậy mà cũng nghĩ đã được Phải phi bằng giàu gấp năm anh em trăm lần Nói tới quan hệ thì sao hơn được người ta Kinh doanh ở đây chục năm Đúng Chính vì mối lo này mà Diệp Xoái mới im lặng Người mối chuộc được bằng tiền là không đáng tiền nhất Thời tiết giữa trưa Mặt trời gai cát chiếu khắp khu phong cảnh Qua đường ngày trời nung nóng Hơi nóng bốc lên từ mặt đường Cảm giác làm cảnh vật méo mó Nóng, nóng và nóng Đến cả do núi lộng lộng cũng như thổi qua bếp lò Chẳng được thích sự gì ngoài việc Lấy đi thêm hơi nước trên thân thể người ta Khu phong cảnh vẫn đông đúc Nhưng đa phần đã không đi ngắm cảnh nữa rồi đút vào chỗ tranh nắng nghỉ chân hoặc ăn uống phục vụ chẳng tốt mấy giá lại cắt cổ ở nơi khác nhà hàng khách sạn phải tranh nhau khách ra xưng lấy lòng chứ nơi này vào mùa cao điểm mà bất kể ăn ở đi lại khách hàng đều không có ưu thế gì Bạn hàng mới là thượng đế bốn cái đầu kia vẫn tụ vào nhau tranh luận không thôi khi chưa đi tới đâu thì có một chiếc xe đi tới một chiếc Toyota đỗ sau xe của La Sách còn từng là du khách cho nên chẳng ai chú ý làm gì không ngờ cửa xe mở ra Có người gọi các anh em Nhìn thấy lão hoàng tới Mái tóc nhộm vàng đực trông đất bắt mắt Hơn nữa ở vị trí lái xe còn có một nữ nhân Bốn tên nàng mật miêu làm bậy Tức thì vừa hâm mộ vừa đố kỵ Quên luôn đề tài tranh luận Chà đổi xe mới rồi Trình quải giọng chua lè. Chà đổi cái mới rồi Là sách hâm mộ lắm Chà chuẩn bị đánh giã chiến hay là thủy chiến không biết Đại nhiêu dâm đặng nói Suy đoán hết đôi Không còn gì để nói nữa Diệp xoáy thoa đầu Thiếu mày thôi đấy Bảo thư sớm tụ tập Sao giờ mới tới Hà hà có việc Có người tìm chúng ta Lão Hoàng chỉ cô gái trong xe Cô gái kia bấm còi một cái Có như chào hỏi Đi xuống đứng ở bên xe Đất xinh đẹp Còn chưa đánh giá xong Số đo bao vòng Thì Lão Hoàng đã giới thiệu Đó là đại biểu tiêu thụ của chính đồng Bọn họ có hai điểm tiêu thụ ở Y Sơn Đỉnh hôm nay lão hoàng dẫn hai nhân viên của la sách đi dụ dỗ người ta nhập hàng ác nhĩ mã kết quả là kinh động tới giải khát chính nùng chứ không à người ta giữa trưa tìm tới đây này tìm tới làm gì lão hoàng hạ thấp giọng nói giám đốc đỗ nói có thể cung cấp hàng với giá kênh tiêu thụ cho chúng ta tao đồng ý rồi bọn mày xem mà làm còn mẹ nó thằng này còn thôi nát hơn trinh quài chưa thương lượng đã bán sạch đám anh em rồi lại nhìn cô gái đứng bên xe áo sơ mi ngắn tay, váy công sở, trang phục đất chính thức, lúc nào cũng trên miệng mang độ cười ngọt ngào. Từ cái vẻ mân mê của lão hoàng làm anh em khó tránh khỏi thằng này bị người ta dùng mỹ nhân kế đôi. Là sách không đồng ý, đại yêu có ý kiến, chính quài chỉ bận mắng trừ lão hoàng thì sắp quên bản. Diệp xoáy đau đầu, lợi thế của bọn họ là địch ngoài sáng họ trong tối, đánh du kích. Tất nhiên y cũng không nghĩ che giấu người ta được lâu, nhưng phải cầm cứ ít ngay, anh ngờ đồng đội bán ngay rồi Tức tôi mắng mỏ Mày hai giờ gì cũng phải đánh tương trước cho bọn tao chứ Sự người ta không biết chuyện thối nát mà chúng ta làm ra Yên tâm Cô ấy không biết chuyện này do chúng ta làm đâu Lúc tìm tới tao cô ấy còn chưa đó Làm sao chúng ta cướp được hết sạp hàng của phi bằng kia Lão Hoàng vinh mặt kêu ngạo Chuyện này hắn thấy anh em mình làm quá đẹp Đẹp tới mức không giấu được trong lòng Thoát cái chuyển giọng nên nên tao nói với cô ấy, chuyện này trừ anh em mình ra thì không ai làm nổi. Nếu không cô ấy còn chẳng đồng ý giá kinh tiêu thụ ấy chứ. Bốn người Diệp Soái tức thì như mắc xương trong cổ, nghiến đằng nghiến lợi nhìn lão hoàng, hay rồi, đã giận dò nhau vì giữ kín, kết quả chưa giữ nổi một ngày đã tự khai ra. Diệp Soái chỉ muốn bạo hành thằng này một trận, vậy mà lão hoàng lại còn dương dương tự đắc cứ như làm chuyện tốt, làm dáng với tay với cô gái kia. Không nói gì, Chứ lão hoàng ra thì không ai nói gì cả Diệp xoáy còn đang tính cách đối phó Bà Thiên còn lại chờ đợi Mấy cái mưu hèn kế bẩn thì Diệp xoáy giỏi nhất bọn Vừa đôi còn thương lượng phía chịu tổn thất lớn nhất Sẽ xử lý vụ này ra sao Ai ngờ chính chủ chưa tới Lại tới một người chẳng mấy liên quan Một cô gái cười rất ngọt Khi đến gần mới nhìn rõ Có chút nuôi tiếc Đẹp thì đúng là đẹp Phải nói là đại mỹ nhân Hơi già một chút Ít nhất là trên 30 khả năng cao là phải 36 37 đôi, hơn bọn họ cả giáp. Có câu nữ nhân 18 từ Đông hòa, qua 30 thành bã trà, có trang điểm thế nào cũng không che giấu được những tăng thương đã đi qua. Loại tăng thương này có người hình dung là dư vận vẫn còn, ít nhất còn phong vận, chân trần váy bó, áo trắng ngực cao, ăn mặc rất tươi trẻ, phô thêm chút xe, ít nhiều giống nữ nhân có sự nghiệp thành đạt. Mấy anh em không vì cô gái này mà chấn động Nhưng trong mắt cô gái năm người này khiến người ta chấn kinh Trinh quải rất béo Là sạch rất đẹp trai Đại nhiều đất xấu xí Diệp xoái rất đen Và thêm vào lão hoàng Tóc vàng rất dị loại Có lẽ không tin lắm Cái tổ hợp khác người này Lại chiếm được thị trường của khu phong cảnh Lão hoàng tích cực giới thiệu một phen Cô gái mỉm cười Bắt tay từng người Khách khí đưa danh thiếp ra Dịu dàng giới thiệu Làm quen một chút Tôi họ Đỗ, tên Đỗ Ngọc phân chủ quản phòng thị trường giải cắt chính nùng. Hành động của các vị hôm nay khiến tôi phải than phục. Tốn bao công sức mới tìm được anh Hoàng, xem ra tôi tìm đúng chỗ rồi. Người lập kế hoạch là một trong số các anh. Không phải anh ta sao? Còn tìm gì nữa? Diệp Soái không hồn danh, gian manh số 1 chỉ ngay lão Hoàng. Ba tên còn lại đông long phụ họa. Đúng rồi, chính là anh ta, chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ là người làm công bán sức kiếm tiền thôi nghe anh ta chỉ huy hết này này từ khi nào mà lại thành chúng mày nghe tao chỉ huy chứ tao có chỉ huy cũng kiếm vài người tử tế mà chỉ huy ai đi chỉ huy bọn thối nát chúng mày lão hoàng nhảy dựng lên đôi hắn muốn tắc thành chuyện này nhưng xem ra ý kiến của năm anh em có mà thống nhất được quay đầu cười gượng với đỗ ngọc phân đỗ ngọc phân tự như bố ý nhìn về phía diệp soái chuyện ai chỉ huy cũng được có điều kết quả hết sức oanh động Bây giờ e toàn bộ các đại lý đều biết chuyện ở khu phong cảnh Hoàng Hà rồi Nơi này mỗi năm gần 200 vạn du khách Tương đương lượng tiêu thụ của một thành phố loại 2 trong tỉnh ta Các vị không thấy mức cho rằng chỉ bằng ác nhĩ mã là có thể đứng bước chân ở đây chứ Một lời trúng đích Không thể là người cùng nghề Mà trong năm tên thủ phỉ vào thôn này Trừ dịp xoái thì đều là tay mơ trong thị trường nước giải khát Thế nên lại vô tình nhìn y Hành động vô thức đó làm Đỗ Ngọc Vân càng thêm khẳng định Xem ra tôi chẳng những tìm đúng chỗ Hơn nữa còn tìm đúng người Anh có hứng thú hợp tác không? Hợp tác à? Chúng ta gặp nhau mới được một phút Bạn chuẩn hợp tác có hơi sớm Diệp Soái nghi ngờ nhìn Đỗ Ngọc Vân Trên thương trường lẫn bàn nhậu Đều có một quy tắc Ngàn vận lần đừng xem thường nữ nhân Chỉ cần họ dám làm, dám uống, dám cười Là họ chiếm hết ưu thế Lộ thì cũng lộ đôi Phải ứng phó ra sao đây Đỗ Ngọc Vân vừa xuất hiện một cái Vì khi thế rõ ràng đang áp đảo cả năm tên thu phí vào thôn Cười rất động lượng Không để ý tới thái độ của Diệp Xoái Giọng điệu rất chân thành Gặp nhau là có duyên Có duyên mới gặp nhau Thời gian dài ngắn đâu thành vấn đề Chính đồng chúng tôi tuy không bằng phi bằng Nhưng trong tay cũng có Pepsi Khang sư phụ Thống nhất là loại sản phẩm khả hỷ mấy chục chủng loại Khu phong cảnh Hoàng Hà xưa nay Luôn do một mình phi bằng độc chiếm lấy hơn 70% phân ngạch thị trường, các vị cướp hậu viện của người ta đã nghĩ tới hậu quả chưa? Tôi không phủ nhận mọi người rất thông minh, dùng hàng của chính phi bằng lấy thị trường của phi bằng, Xong các anh cũng có nhiều vấn đề rất rõ ràng, đó là giá cao, phí vận chuyển cũng cao, đưa tới đây đã không kiếm được là bao, lại dễ dàng bị phi bằng không chứng nguồn hàng. Đợi 2 3 ngày, phi bằng năm đó lai lịch của các anh, trực tiếp cắt nguồn hàng hoặc tăng giá thì các anh phải làm sao? Lời lẽ chẳng cao siêu nhưng lại lần nữa tới chúng chỗ hiểm đúng như lo lắng của mấy anh em vừa rồi diệp soái chẳng ngạc nhiên nhưng mấy người khác mới vào nghề thì kinh ngạc vì cô gái này nói chúng tâm khảm khiến khi thế lại yếu đi vài phần cũng dễ hiểu ý đồ của đối phương rất đơn giản đổi hàng của phi bằng thành của chính đồng mà thôi với mọi người thì đơn giản bán của ai chẳng là bán ai rẻ hơn lấy hàng của người đó bây giờ nói chuyện hợp tác thì còn sớm lắm diệp Doãn đùng đình nói không thể thoát ách này lại vào cái chồng khác xoay bài luôn có điều cô muốn bán hàng tôi có biện pháp nói trước một câu nếu cô muốn chúng tôi nộp tiền đảm bảo nộp tiền đặt hàng gì đó là miễn bàn anh em chúng tôi đều là những loại nghèo đói rách nát rượu vào luôn lách mà nuôi miệng ăn ở nơi này tôi cũng nói thẳng luôn chúng tôi không định trụ lại có thể kiếm tới ngày nào hay ngày đấy không còn thị trường thì chúng tôi lại đổ chỗ khác nói tới chuyện này đám anh em sứt môi lòi đốn chẳng xấu hổ còn cứ như chuyện hay ho vinh dự lắm mặt đất đắc ý lại chả đắc ý đó đang là điểm yếu của mình diệp soái vinh vào nó ra như ưu thế lớn lắm vậy chỗ này không kiếm được anh phùi mông đi chỗ khác dù sao hàng của anh giá rẻ không gian thao tác lớn đỗ ngọc vân có chút tò mò không đó mấy vị này lai lịch thế nào tự hồ chẳng hiểu quy tắc trong nghề nhưng chính bọn họ phá vỡ sự thống trị vững như thành đồng của phi bằng nhiều năm qua trong mắt cô bọn họ có điều kiện đàm phán giá cả Thế nào cũng phải có giao kèo đảm bảo gì đó chứ Hiện giờ bất kể là đại lý hay kênh tiêu thủ Cơ bản là trả tiền trước nhận hàng sau Không ai muốn đau đầu vì chuyện thu tiền hàng cả Chúng tôi cung cấp hàng cho anh với giá kênh tiêu thủ đã là ưu đãi lớn Ngày đất có thiện trí Nhưng mà Diệp xoáy cắt ngang Không vì đối phương là mỹ nữ mà khác đi Đây là thay đổi lớn của y quãng thời gian qua Cô tin tưởng giao kèo sao Mới sập hàng ở nơi này Mỗi ngày kiếm 800 tới cả nghìn Ít cũng phải 5-700 Nó ra đều bằng vào Coca Spy kiện lực bảo Hai giờ gì cũng nên có thái độ trung thành nhất định Nhưng cô có thấy không Chỉ cần có lợi nhuận Ác ma nhí họ cũng nhập Còn người bán buôn cảm khỏi nói Chúng tôi cầm tiền mặt Tới nhà nào chẳng lấy được hàng Chỉ cần trên 100 két là cho ưu đãi giá Dù biết chúng tôi đem đi cướp địa bàn Của người khác vẫn bán như thường Tôi biết ý cô Cô muốn chiếm một phần ở thị trường này nếu cô thật sự tin vào giao kèo gì đó Đơn giản tôi đảm bảo với cô sẽ nhập hàng của cô Trả bằng tiền mặt Có điều chẳng may nhà khác cho ưu đãi tốt hơn Với cô nói xem Cô nên bắt tay với họ không Đỗ Ngọc Vân buông thẳng tay Chuyện này đại đa xuống người ta sẽ làm Nhưng không ai nói ra Vậy mà chàng trai này lại nói Không biết là thẳng thắn hay là giới hạn đạo đức quá thấp Khiến cô càng không đắm chắc nữa Cứ tưởng mình tìm tới cho người ta cơ hội Người ta phải nhớ ơn mình Ai ngờ chỉ vài phút, tình hình đảo ngược, Để quả bóng lại phía đối phương. Đỗ Ngọc Phân cẩn thận hơn. Vậy anh cho rằng giữa chúng ta có khả năng hợp tác không? Có chứ. Vì sao lại không? Cô có hàng, tôi có bản lĩnh. Chúng ta là một đôi trời sinh, chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Cô muốn tiêu thụ bao nhiêu hàng? Diệp Soái chớp mắt một cái, đặt thông khoái đi vào chủ đề. Hơn nữa khẩu khí lớn tới mức bốn thứ phá hoại phía sau đều giật mình. Cùng một suy nghĩ, Đấy đấy thằng lừa đảo lại bắt đầu lừa con nhân người ta đấy Nó mở mồm ra một cái là xong rồi Chúng tôi muốn 1 phần 4 tới 1 phần 3 lượng cung cấp hàng Vậy hẳn là khả quan rồi Mỗi ngày chừng 500 két giá kinh phân phối Đỗ Ngọc Phân xe bài cảm giác thế là hơi nhiều 1 phần 5 cô cũng đồng ý 300 két hơn 6 ngàn chai một ngày Đối với một điểm tiêu thụ mà nói là thành tích cực kỳ đáng nể Phải biết lượng tiêu thụ bình quân của chính đồng chỉ chừng 4.000 két một ngày không ngờ Diệp soái khịt mũi. thăm vọng của cô chỉ thế thôi à. Thời tiết này một ngày bán cho cô một hai nghìn két là chuyện nhỏ. Không hề phô trương. Đó chính thức. Không khí tự tin. Thậm chí đến bốn anh em hiểu rõ Diệp Xoái như vậy còn đưa tin lỡ ngờ. đỗ Ngọc Phân thì giật mình. Ngạc nhiên nhìn Diệp soái Cả nhà buôn cũng không dám nói câu này. Một nghìn két. Hơn hai bạn trai. Phải có hai mươi tới ba mươi vạn nhân khẩu mới tiêu thụ hết. Cô không tin. Nhưng đối phương nói dối thì sẽ không nói vô lý như vậy chứ Diệp Xoái biết chưa thuyết phục được người ta Thần Bí nói Cô sẽ không cho rằng chúng tôi chỉ cướp một thị trường thôi chứ Chúng tôi không bị bất kỳ một đại lý nào ước thúc Bằng với ở đâu cũng là thị trường của chúng tôi Chỉ cần chúng tôi nhắm vào Điều này là đương nhiên Nhớ năm xưa đi bán hàng nhái Tất nhiên là đánh lén một chỗ sau đó chạy đi chỗ khác Có đại lý nào chưa bị Diệp Xoái họa hại chứ nhưng mà khi đàng hoàng nói ra lại ẩn chứa tầng ý tứ khác nói câu này diệp xoáy liếc mắt nhìn đại nghiêu khiến lão hoàng tỉnh ngộ vừa định lên tiếng mông và nách trúng đòn là đại nghiêu la rách và trình quài kịp thời ra tay bỏ nọ chỉ còn một quân bài thôi nói không chừng có ích mọi người đều hiểu ý của diệp xoáy đã mắt nhìn nhau cười rất gian động tác này lọt vào mắt đỗ ngọc phân lại tin thêm vài phần có khi đám người này còn có kênh tiêu thụ khác mà mình không biết Vậy thế này đi lên xe tôi chúng ta đàm phán kỹ hơn giám đốc của chúng tôi cũng muốn gặp anh được song vân nguyên tắc đó chúng tôi muốn thân phận đại lý phân phối còn muốn thu nạp chúng tôi miễn bàn diệp xoáy nói chung luôn đỗ ngọc phân mập mờ nói thế à nếu chúng tôi đưa ra điều kiện thật ưu đãi thì sao ưu đãi cũng không được có thể cho tôi biết nguyên nhân không diệp xoáy cuồng ngạo tuyên bố tôi có tư cách làm đối thủ của các cô Mới có cần uốn gối làm chó săn không Ừm có lý Mời anh Thái độ của Đỗ Ngọc Vân Trịnh trọng thêm vài phần Không còn là sự khi thế bề ngoài nữa Giá trị của Diệp Soái bất giác nâng cao không ít Diệp Soái thầm thở vào Xem ra lừa được đối phương một nửa rồi Chính đồng đột nhiên xuất hiện Đây là một chuyện không ai ngờ tới Nhưng có khi lại là cơ hội Chỉ một mình bọn họ thì cầm chân phía bằng sau được Ăn bài đám anh em xong Theo Đỗ Ngọc Vân lên xe rời xuống hoài đình bốn người còn lại người nọ nhìn người kia trong lòng đều có chút kích động lão hoàng cứ tiếng nuối nói người ta cung cấp hàng giá tốt mình bán là xong sao phải phiền ha. ba người kia đồng loạt đá hắn làm vẻ mặt khinh bì. kỳ thực họ cũng không đó ý đồ dịp xoáy ra sao chuyện xảy ra quá bất ngờ hết thảy phải dựa vào dịp xoáy tùy cơ ứng biến chỉ có đại ngưu tổng kết các anh em tao cảm thấy chúng ta sắp phát tài rồi đấy chỉ cần chọc vào được Diệp Soái không rút ra một cách dễ dàng đâu. Ừ, mấy người còn lại gật đầu, chính là thế, câu này thì không ai dị nghị. 14 giờ 20 phút chiều, Đỗ Ngọc Phân chờ Diệp Soái tới nhà khách Hoàng Hà, tới một gian phòng cứ như làm gian điệp vậy. Ở trong phòng gặp được Lý Chính Nghĩa, giám đốc của giải khát chính đồng, một nam nhân đất trắng, tuổi trên 30, đeo kính. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Soái với tên này là trông không giống giám đốc, mà giống giáo viên bất lương trong trường đại học chuyên lừa ăn lừa uống dụ dỗ nữ sinh vậy mục đích gặp diệp soái thật nhiên là muốn phát triển nghiệp vụ tới khu phong cảnh hoàng hà còn ấn tượng của lý chính nghĩa với diệp soái cũng không tốt cảm giác người này quá xào trá xào trá tiến bức hắn không muốn kéo lên thuyền của mình con thuyền chính đồng trải qua nhiều cuộc va chạm với phi bằng đã thương tích đầy mình rồi kỳ thực không phải là chính đồng và phi bằng là oan gia nhưng pepsi và coca cạnh tranh trăm năm cho nên không tránh khỏi đấu đá Đốn càng lâu, ân oán càng lớn Lợi ích mỗi khi bị tổn thất thì không khác gì thù giết cha, hận đoạt vợ Mỗi lần Lý Trinh Nghĩa nhắc tới phí bằng đều nghiến đăng dính lợi Khiến dịp Soái không thoải mái Vì sao? Vì mấy năm qua làm không ít nghề Cái chuyện làm ăn bất kể anh bằng vào bản lĩnh, bằng vào quan hệ, bằng vào đảm lượng Hay bằng vào vận may kiếm tiền đều được, thua thì chịu Chứ làm ăn tới mức thành thu hận thì vô vị lắm Lý Trinh Nghĩa thuộc cái loại rất vô vị đó Thế nên đàm phán không gây hòa hợp Diệp Soái từ chối giá kinh tiêu thụ kèm đủ loại điều kiện Tuy có cầu lạc đà chết vẫn to hơn ngựa Nhưng Diệp Soái là con ngựa sống Không muốn trói buộc vào con lạc đà chết Hai bên vui vẻ hợp tác thì ok Muốn đàng buộc miễn bàn Diệp Soái nói được làm được Đối phương ra thêm điều kiện Y bỏ đi luôn không mặc cả gì hết luật kiêu ngạo Đó là đánh giá của Lý Trinh Nghĩa về Diệp Soái Làm hắn tức giận Từ lúc nghe tin về chuyện lạ hôm nay Hắn quyết đoán tới ngay Không ngờ hút đầu vào tường Nhưng nghĩ lại thì Nếu là một người ngoan ngoãn nghe lời Làm sao dám đi đoạt miếng ăn trong miệng hổ Vì thế vị tổng giám đốc lý Giáo dự hồi lâu Lại phải đỗ Ngọc Phân đi tìm Diệp Xoái Lần thứ hai chê cành ô lưu ra 15 giờ 30 phút Ngũ Long Khẩu Lâm Bằng Phi tới nơi này Đỗ xe lại ở trước trụ bê tông Đứng đó suy nghĩ rất lâu Ba năm qua ông đã tìm công rất nhiều mối quan hệ Muốn làm việc gì cũng không quá khó khăn Chỉ mấy tiếng đồng hồ đã tra ra rất nhiều việc Việc thứ nhất Ngày hôm nay trên đường quốc lộ không có hoạt động thi công nào cả Chỉ có kéo dây điện thoại cho thôn nhất thúc Mà không phải là cáp quang Đám lái xe không hiểu nghề này nên bị lừa Việc thứ hai Cục du lịch hoàn toàn không biết gì về cái gọi là Đấu ứng thuần thiên nhân do khu phong cảnh tiến cử Đúng như trong dữ liệu Chỉ là lẫn lộn khai niệm thôi khi thư ký Lý phản đánh chuyện này lên khu phong cảnh Bọn họ trả lời Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm rõ sự việc Xử lý theo pháp luật Nói hay lắm Ai chẳng hiểu Nếu đối phương sợ xử lý đã không có việc này Điều này chứng minh ban quản lý ngầm cho phép Còn nhiều thứ khác Trợ lý tần tra từ cái tên ác nhĩ mã Địa chỉ nhà máy Giấy phép kinh doanh Đại biểu pháp nhân lẫn mã số doanh nghiệp Đúng là có một sinh nghiệp nhỏ như thế Chủ quan Diệp lần tới địa điểm tiêu thụ của ác nhĩ mã Tại đường Thái Viên anh chụp truyền vào điện thoại của Lâm Bằng Phi Thậm chí còn từ người trong nghề tìm hiểu được Bị định phương Từng luôn lách đường phố bán đồ giả Bị cục công thương xử phạt hai lần có tiền án Tư liệu có được ngày càng nhiều Phó Tổng Diêm mò ra nguồn hàng Những người này tới từ Vương Chiến Cường Nhà buôn khu Đông Tân Hàng tồn trong tay hắn bị đám người kia nuốt hết Làm đó đầu đuôi câu chuyện Lâm Bằng Phi bỗng nhiên bật cười Thị trường mình dày công buôn vén lại sụp đổ dễ dàng như thế chỉ bằng một cái thương hiệu vô danh và hàng hóa trong tay nhà buôn của chính mình phá sập con người ô bất ngờ xuất hiện này có thành tài được không chưa nói có điều giải khát phi bằng thanh cho cười là cái chắc rồi chỉ còn lại đúng một việc nữa thôi lâm bằng phi ngồi xuống bên trụ xi măng tính toán khoảng cách mặt đường bị cái trụ trên làm hai khoảng cách đúng như đội trưởng đội xe thôi hạo nói trừ xe hàng của bọn họ tất cả đều có thể đi qua một cách dễ dàng nếu không biết manh khóe trong này có khi nghĩ rằng đây là trụ cắm cờ hoan nghênh của khu phong cảnh thật đấy chứ À đúng rồi Còn vật liệu xây dựng Đây hẳn là xi măng 725 chuyên dụng Ờm hẳn dùng xe cơ giới chở tới đây Đây đúng là chuyện có dự mưu Còn bỏ công sức lớn nữa Nhìn qua giống như trò lưu manh giang hồ Kỹ thuật ẩn chứa trí tuệ không tầm thường của người bố trí chi tiết rất tỉ mỉ Lâm Bằng Phi hứng thú nhìn tăng đá chặn đường này rất lâu Đối thủ cũng thú vị đấy Nhưng chưa đủ cản đường ông ta 15 giờ 20 phút Người quà đại lý Lục Nhĩ Cũng âm thầm tới khu phong cảnh Thông qua quan hệ tìm được trinh quài Nếu như không tra lai lịch tỉ mỉ Chỉ bằng hình tượng béo tốt Tay to mặt lớn liền cực giống ông chủ của hắn Ai cũng khẳng định ngay Đây là tiên gian thương vừa chơi một bố đẹp Oanh động dưới giải khát Vì thế người của Lục Nhĩ Tìm trinh quài đàm phán Trinh quài không thật thà như lão hoàng Hắn bao hoa nửa ngay chơi Tìm hiểu rõ giá đại lý Giá kinh phân phối và giá bán lẻ của lục nhĩ Sau khi làm rõ rồi hắn sẵn khoái đồng ý ngay Không sao Mai đợi điện thoại của tôi Chuẩn bị một nghìn két tiền giao cho múc Giống vẻ ông chủ bệ vệ đó Lại thêm khí thế có tiền như rác đó Khiến đại diện của lục nhĩ hớn hở mà đi Nhưng ngàn vạn lần đừng thiên trình quài Có đợi từ hóa đá cũng không nhận được điện thoại của hắn đâu Nếu gọi điện thoại thúc giục Hắn nói túi tiền đang eo hẹp hay là cung cấp một phần hàng đi Bán được trả tiền Cấp hàng cho hắn à Không dám Nó không chừng tiền thả trôi sông Còn không cấp hàng Chọc giận người ta Lần sau không dám tới gặp nữa Trình quả thực sự không có hướng phát triển Ở dưới nước giải khát thôi Nếu hắn mà cố ý chơi bẩn Thế nào cũng lừa cho anh Đưa hàng tới trước Không thì ép giá Anh không chịu giảm giá Thì phải chịu chi phí vận chuyển Nếu giảm giá thì lỗ Dù thế nào vẫn lỗ 15 giờ 50 phút người của đại lý lam môi mò tới khu phong cảnh nhạc sơn tử bọn họ mò đã được nhà máy sản xuất ác nhĩ mã nên tới nơi mục đích chỉ có một hợp tác bất kể là đại lý bán buôn hay kênh tiêu thụ ai nấy thính như mũi chỗ nào có mùi máu chỗ nào có khoảng trống là mò tới ngay thị trường một khu một huyện còn đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu nữa là khu phong cảnh thu nhập mỗi ngày lên tới mấy chục vạn hai nhân viên tiếp thị của lam môi cùng lam bì thi thầm đường ngay trời Giá bán buôn này điều kiện đi kèm là lượng tiêu thụ đạt mức nhất định có hoa hồng Thậm chí hứa sẽ phân phối hàng tới tận khu phong cảnh Lão Bì xuất thân là phần tử đầu cơ sao không hiểu thiệt hơn nên đồng ý hết So với trình quẻ còn có tâm cơ hơn Tranh thủ lôi kéo sang đề tài cạnh tranh giữa các đại lý Hơn nữa quan tâm nhất là phi bằng sẽ có phản ứng gì Phản ứng của phi bằng ấy à Hạ nhân viên tiêu thụ nói tới quái nào được làm chỉ chiếm phân gạch vài khu vực nhỏ trong tỉnh, không cùng một cấp bậc với Phi Bằng, thậm chí chưa từng cạnh tranh với nhau ấy chứ. Nói tới đó, lão bị thế mình dám đối đầu với Phi Bằng là chuyện hết sức phong oai. 16 giờ 30 phút, bên bờ Hoàng Hà, gần bức tượng người mẹ Hoàng Hà bi con, nơi này là trung tâm của toàn bộ khu phong cảnh. Dưới bức tượng nguy nga là Hoàng Hà trẻ quân quận bất tận, là bậc thang đá trắng, là tán cây um tùm, là đình đài thấp thoáng, là ánh chiều tà là gió thổi bóng lay chim mỏi về rừng đây chính là thời gian ngắm cảnh tốt nhất giữa mùa hè lưng chừng núi trong đỉnh đá dưới bóng mát diệp xoái và đỗ ngọc phân giống một đôi du khách bình thường dừng chân lại nghỉ ngơi có điều bọn họ đã ở cái góc nhỏ kín đáo đó thì thầm rất lâu rồi nói gì thì đương nhiên là bí mật diệp Soái lúc thì trầm ngâm lúc lại thao thao bất tuyệt đỗ ngọc phân lắng nghe thi thoảng nhíu mày đưa ra câu hỏi hai người bàn bạc rất lâu lâu tới mức dịp soái nhận được điện thoại của cả trinh quải lão bì thậm chí là tiểu bì nội dung gần giống nhau các đại lý tìm tới muốn cung cấp hàng tình thế dần rõ ràng ai cũng biết khu phong cảnh là thị trường hoàng kim mọi người đều vót nhỏ đầu chui vào nếu một đại lý nhỏ ngoài bằng phi chui vào tất nhiên thành kẻ thù chung nhưng bất ngờ sau một thương hiệu vô danh nhảy vào lại thành hy vọng của tất cả mọi người ai cũng nhìn ra Ạc nhị mã căn bản không trụ lại được Không thể trở thành thương hiệu chủ đạo Chỉ là thứ sản phẩm đi kèm thôi Vậy phân ngạch dư đa kia Ai cũng có khả năng rồi Một là không sợ đối thủ lớn mạnh Hai không sợ cạnh tranh trực diện với phi bằng Ba là lợi nhuận khả quan như thế Nên đám diệp Soái thành đối tượng lôi kéo Đám đại lý kia vừa muốn mở rộng Lại muốn tránh xung đột chính diện với phi bằng Cho nên diệp Soái Thành quân gặp quyết định hướng đi thị trường Có điều chuyện tốt sẽ không kéo dài một lúc nào đó khi sản phẩm của họ đã có chỗ đứng nhất định, quân cờ kia thành cờ bỏ. Như vậy cơ hội và thời gian cho Diệp Soái sẽ đứt ngắn ngồi và tạm bỡ. Vì thế Diệp Soái cũng thẳng thắn với các đại lý, nguyên tắc của y không đổi, cả điều kiện kèm theo của Lý Chính Nghĩa không chấp nhận. Cùng Đỗ Ngọc Phân đàm phán hơn một tiếng, quay đi quần lại, Diệp Soái càng thêm tự tin, còn Đỗ Ngọc Phân càng bất an. Mỗi lần bất an thì theo bản năng, hai tay đan vào nhau chứ đùa với ngón tay Chầm trước rất lâu mới tìm điểm đột phá mới Khi lần N xuất hiện động tác này Đỗ Ngọc Phân bên bề ngón tay cái Diệp xoáy Cậu không ký hợp đồng đại lý Không ký hợp đồng cung cấp hàng Không ký đảm bảo thì buôn làm ăn này chúng ta tiến hành thế nào Chị không làm thì thôi Không phải tôi nói lời khó nghe Nếu chị thấy giữa chúng ta không có cơ sở tin tưởng nhau Chỉ cần gì phải dây dưa Nếu như chị muốn làm rất đơn giản Tôi nói cho chị một biện pháp rồi đây Chị cung cấp hàng Tôi bán giúp chị thế thôi Có gì khó khăn đâu Diệp Soái trước kia thích trêu chọc mấy cô bé Giờ nhận ra trêu chọc bà chị cũng thú vị lắm Nhất là bộ dạng Đỗ Ngọc Vân Do dự từ muốn tự không Cứ như đang cân nhắc Có lên giường cùng mình không vậy Rất buồn cười Thẳng thắn mà nói tôi rất coi trọng những lời cậu nói Đây là chuyện chưa từng có Tôi dám khẳng định không ai đỡ được đòn hiểm hóc này Có điều nếu không có bất kỳ sự đầm bảo nào Vậy thì mọi nguy hiểm đều đổ lên đầu tôi Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ bắt tôi phải đảm bảo Đỗ Ngọc Phân tỏ ra yếu thế một cách uyên chuyển lấy Thế Yếu làm lợi thế trước nam nhân Đó là điểm mạnh của nữ giới Nếu chị thấy tôi đáng hợp tác Vậy thì đảm bảo có gì phải sợ Nếu chị thấy tôi không đáng đảm bảo Vậy cần gì hợp tác Tôi nói này chị Đỗ Đừng dây dưa nữa Tôi nói mỏi mồm rồi Con người tôi có tính nguyên tắc Thậm chí tôi thấy hợp tác với chị còn là thiệt thòi Chẳng bằng nhập hàng của phi bằng cho tiện Diệp xoáy nói tới đó đứng dậy Phùi mông muốn đi Đỗ Ngọc Phân nhìn chầm chầm y Đánh giá mức độ nguy hiểm trong việc này Trước khi Diệp xoáy đã khỏi đình Thở hắt ra Thôi được rồi tôi đồng ý Sao không nói sớm Sớm muộn gì chị chẳng đồng ý Diệp xoáy không ngạc nhiên Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi Thỏa thuận xong Đỗ Ngọc vân liền có cảm giác mắc lừa Và bị trêu chọc Cô làm nghề này nhiều năm Từ khách hàng tới nhà buôn Đủ mọi loại người Cô đều tiếp xúc Chưa bao giờ thêm mệt như hôm nay Đưa tay đỡ chán có chút không thoải mái Tôi đem mọi thứ của mình đặt cược lên người cậu rồi đấy Nếu tôi đặt cược sai Có lẽ em phải quay về làm nhân viên tiêu thụ mất Cậu chắc được mấy phần Trước khi làm thì một phần cũng không có Chuyện thành do làm mà ra Chứ không phải là nói Tôi nói chắc cả 10 phần chị cũng đâu bớt lo Phải rồi chị Đỗ Mai chị đều cho tôi vài người Tôi thiếu người quá Diệp xoáy bắt đầu được thể lấn tới Không nhiều đâu 10 người là được Hả Tôi cung cấp hàng không lấy tiền trước rồi Giờ phải cung cấp cả người à Tiền lương ai trả Đương nhiên là chị Họ tiếp thị hàng cho bên chị Chị không trả thì ai trả Tốt nhất chị cũng đích thân làm luôn đi Không phải chị không yên tâm mà Vừa vẫn bảo vệ khoản đầu tư của chị Diệp xoáy cười lấy lòng À quên đấy Tôi cho chị một đảm bảo lớn nhất Khi thanh toán tiền hàng Chị có thể phái người đi cùng người của tôi kết toán Thực ra chị lo thừa Tôi lừa đi đếm số tiền đó Lỡ chẳng may thu đồng tiền giả Tôi còn phải đền chị Giờ có người của chị ở đó xác nhận tiền giả Tôi khỏi đền Sao chị đồng ý không Được cứ làm thế Đồ Ngọc Phân tất nhiên là đồng ý ngay Vừa đồng ý thì Diệp xoáy cười tươi như hoa nở Tìm cô đập thoát một cái Cảm giác bị lừa lần nữa rồi Y chỉ lùi một bước đổi lấy một đám nhân viên phục vụ chỉ cần lo kiếm tiền Không cần lo đếm tiền Cứ vậy đi Diệp Soái cười híp mắt Đợi Đỗ Ngọc Vân Cũng đứng dậy Hai người sóng vai đi bên nhau Y đem vấn đề luôn cất trong lòng đã hỏi Chị Đỗ Chị hiểu phi bằng chứ Khá hiểu Vì chị nói xem họ ra tay thế nào Tôi làm gì mà hiểu tới mức đó được cái chứ Nếu không thì chúng tôi đã chẳng liên tục rơi xuống thế yếu rồi Đó là một nhân vật truyền kỳ Nghe nói đẩy xe bán kem lập nghiệp Từng bước có ra sản hiện nay Năm nay chắc chừng 50 Trong nghề này ông ấy là tiền bối đi đầu đấy Vì tiền bối này vì sao mãi không lộ diện Vì tiền bối này vì sao mãi không lộ diện Gần như các đại lý lớn đều tìm tới chúng tôi rồi Chỉ phí bằng chưa có động tính À thì ra cậu lo chuyện này thực ra cậu không phải lo Đỗ Ngọc Vân tự hồ nhìn chúng được tâm lý của Diệp Doái Dành lại một chút ưu thế tâm lý Trước tiên ông ấy sợ ném chuột bữa đồ Phi bằng hiện giờ một mình một chợ ở sân chơi này Nắm đại bộ phận thương hiệu danh tiếng hàng đầu Ông ấy phải cân nhắc cục diện toàn tỉnh Sợ nhất chẳng may hỗn chiến Sẽ ra chiến tranh về giá cả Ai cũng dám Chỉ ông ta là không dám Thứ hai Khu phong cảnh Hoàng Hà là một cái bánh lớn với chúng ta Với họ mà nói Chỉ là món điểm tâm Vấn đề thể diện lớn hơn lợi ích Ở vương diện này Chắc chắn họ sẽ đoạt lại Nhưng trọng tâm sẽ không đặt ở đây Thứ ba, từ cá nhân Lâm Bằng Phi mà nói Ông ta không xuất hiện vì không cần Chẳng may khi ông ta xuất hiện trước mặt cậu thì Thì làm sao? Diệp Xoá truy hỏi Là lúc cậu bị đá khỏi cuộc chơi Đỗ Ngọc Vân thấy nói chuyện với Diệp soái không cần kiên kỵ Quả nhiên cô nói xong Diệp soái liền cười lớn Chị nói thế khiến tâm lý tôi cân bằng hơn nhiều rồi Bọn chị đầy tối đa làm tốt thí tiến có thể công, Lôi có thể thủ. Ông ấy xuất hiện càng buồn, bọn chị đứng càng vững, cho tôi chút lợi ích, đừng lợi lớn là các chị. Tôi thừa nhận chúng tôi đừng lợi, nhưng cậu bữa đừng lợi còn làm bộ làm tịch. Đỗ Ngọc Phần chiếu lại dịp xoáy một câu, đi tới trước chiếc xe Toyota đỏ, lúc tạm biệt mở cửa xe, cô chợt gọi Diệp Soái, tôi có một nghi vấn. Nghi vấn gì? Diệp Soái hỏi. Cậu không giống người mới vào nghề Sao trước kia tôi chưa từng gặp cậu Đây là điều Đỗ Ngọc Phân nghĩ không ra Trong nghề có nhân vật lợi hại như vậy Sao giờ mình mới biết À trước kia tôi chuyên bán hàng giả hàng nhái Giống mặt còn chẳng kịp Chị làm sao mà biết tôi Đúng rồi tôi còn từng bán Pepsi giả đấy Ha 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 Diệp Doãn chẳng quét đầu lại Cười rất đắc ý Làm Đỗ Ngọc Phân giờ khóc giờ cười Các bạn vừa nghe tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những đức cờ nguy hiểm quân sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.